lại mới có một trường hợp 15 tuổi được phát hiện ung thư đại tràng tại Trung tâm Y học Hạt nhân và Ung bướu Bệnh viện Bạch Mai. Trước đây, những trường hợp mắc ở độ tuổi này là rất hiếm. Thiếu niên được đưa vào viện trong tình trạng đau bụng, bụng trướng, nôn và buồn nôn, phải mổ cấp cứu. Sau 10 ngày, được nội soi cắt đại tràng trái và vết hạch. Kết quả giải phẫu bệnh cho thấy bệnh nhân bị ung thư đại tràng. Đây là bệnh thường gặp ở người cao tuổi, nhưng những năm gần đây, số bệnh nhân dưới 50 tuổi có xu hướng tăng, chiếm 10% tổng số ca mới mắc ung thư đại trực tràng. Đáng lo ngại, thường được chẩn đoán ở giai đoạn muộn. Với nhóm nguy cơ cao như tiền sử gia đình có người mắc ung thư đại trực tràng hoặc khi có triệu chứng nghi ngờ như thay đổi thói quen đại tiện, đau bụng kéo dài, nên đi khám sàng lọc để được phát hiện sớm.